Spa TV ở khách sạn hotel nằm ở số đường 7 đường Lê Văn Tám đấy. Mời các bạn vào phía trong để thăm. Kê gà dạng cái này. Cây gà trần giá. Xin chào các bạn, chúc bạn ngày mới tốt lành. Mình đang đi sang bên nhà Hải Sapa TV để lấy xe, vì hôm qua rượu xong ngày cuối cùng là say quá thì để xe bên đấy, và mời các bạn cùng mình sẽ review thăm khách sạn của Hải và nhà hàng một chút nhé trong buổi sáng ngày hôm nay. Bởi vì khách sạn thì đông quá nên là cũng không, mình không có chỗ ngủ nghỉ ở bên đó. Đang đi ở cái con đường tình yêu, bờ hồ mắt ngọc. Đỉnh Phan Xipang bên phải các bạn. Đỉnh trước mặt mình mây mờ bao phủ kìa. Cái ngõ Lê Văn Tám này là ngõ rẽ vào đường nhà nghỉ Hải Sapa TV. Trước mặt mình là khách sạn Sapa TV đây các bạn. Sapa TV ở khách sạn hotel nằm ở số đường 7 đường Lê Văn Tám đấy. Mời các bạn vào phía trong để thăm một chút ở phía trước này nhé. Đặc sản này. Mật ong rừng của nhà Hải. Rất nhiều cái đặc sản ở trong bán ở dưới cái tầng sảnh khách sạn này. Đó. Cái tổng số phòng của nhà Hải đấy. Phòng 12 phòng nhưng mà lúc nào cũng kín hết. Qua nói chuyện với Hải là sẽ phải đặt trước. Đặt trước khoảng tầm nửa tháng, chưa vậy thôi, nhưng cứ khách vào khách ra chắc kín hết, vì như vậy thì mình cũng không có chỗ vào nghỉ. Ở phía trên thì các phòng nghỉ thì mình có khách thì mình cũng không lên thăm phòng được, nhưng cơ bản là phòng chất lượng lắm, ốp gỗ rồi thì trần các thứ. Đó, bây giờ mình sang phía nhà hàng để lấy xe. Đang để xe trước cửa nhà hàng ẩm thực. Khách du lịch đông nghìn nghịt luôn các bạn. Cũng không hẳn chỉ vào cuối tuần mới đông này các bạn. Đến thời điểm này khi kiểu rạch rã hết ấy, nên là khách đi chơi du lịch rất là đông, quanh gần như quanh năm. Đó, còn đây nhà hàng của Hải đây. 5 tầng, buổi sáng này thì đang đóng cửa nhé. Hải, vợ chồng Hải cùng với cả Dũng Diễm đi Lai Châu rồi. Để vừa gặp đấy, vừa các bạn đi Lai Châu nhé. Chắc là cũng hành trình tương đối dài đấy. Đó. Đang khóa cửa các bạn ạ. Còn mình giờ thì sẽ lấy xe nhé. Xe mình để đây. Đó, giờ mình sẽ lấy xe để
đi chơi tiếp ở các bản ở đây. Bây giờ vào chợ Sapa ăn sáng nhé, xem có đồ gì mua hoặc là thăm thú gì ở đây không nhé, những đặc sản của Sapa. Rẻ trầu khô. Cơm lam mật ong. Mật ong này, mận này. Đi. Măng xá. Đây là thuốc à, chè. Cái gì? Đói gì hay ăn đây? Cơm lam bạch trưng đen đi. Vâng, trong này chủ yếu là thuốc với cả trà thảo mộc nhiều. Hạt quả ốc chó. Các loại trà hoa. Đi vào ăn sáng đã, xem có đồ gì ăn không thì sẽ vào nhé, khu ẩm thực để xem. Ở đây. Vào đây đi. Hả? Vào đây đi. Đông lắm. Càng đen đấy. Thắng cố. Em ấy gì ra gọi đi. Các hàng này đều bày bán cái thực phẩm nó giống nhau cả trong cái không gian này. Ở đây có cái chổi hay. Ở đây đây đây.
chổi này hay không? Chổi từ bông gì đó? Lần đầu tiên nhìn thấy luôn các bạn. Ở phía ngoài này thì là các gian đồ khô. Trứng tràng, gà. Đó. Đó là thập cẩm này. Đó làm thêm ít kê nữa thôi. Trứng. Giò ớt này. Cái chàng này to quá các bạn ạ. Đây là món chàng này như kiểu chàng chàng gì nhỉ? Cái lòng chứ không phải chàng. Đây đi chàng này. To như chàng trâu. Mời các bạn nhé. Chào quá. Chàng này rất là giòn nhỉ. Giòn ạ. Đây chàng này. Không có, không có. Kê gà đen các bạn ấy. Quá ngon luôn. Kê gà cây gà trần giá. Đội này muốn biểu tình rồi. Ăn uống kém quá. Còn mình thì ăn cái này nó ngấy. Nó bổ quá các bạn ạ. Quả này là quả kẹ này. Ăn sáng xong rồi, giờ sẽ tìm mua những cái đồ đặc sản như làm quả nhé. Đồ chơi trẻ em. Thân lim, thân nghiến.
không chơi dao kiếm đâu con ơi. Châu các bếp bán tại chợ rất nhiều. Đây nhá, mọi người đến đây nhá, bán thì lấy điện thoại rồi nhá. Em đã bảo không quên ở đây, tại vì đứng đúng chỗ này. Được rồi, em bảo rồi, trình quay trở lại. Sâm cao 3 kích ấy. Đường quy. Dâm dâm hoắc cả. Ngọc cầu á. Những nấm nấm ngâm rượu, táo mèo. Ừ. Nấm ngọc cầu lạ thế nhỉ, không thấy đỏ các bạn. Loại khác thì phải. Dâm dừng hoắc phong vào với nữ tình. Chị ơi, em giả lên chị 750 đúng không? Đây đi ngắm chợ. Tiền bạc, đeo cổ trang sức, thổ cẩm. Bán lan. Cô bác ngồi với tộc sinh bán lan ở chợ. Như vậy buổi sáng gửi đến các bạn anh chị một chút đấy, không khí tại Sapa nhé, review qua nhà hàng cũng như là khách sạn của Hải, Sapa TV và xuống chợ ăn sáng. Giờ thì gia đình mình sẽ đi bản và mời các bạn xem các video clip tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các video mới. Xin chân thành cảm ơn.